Ok, xin chào bạn, chào bạn được video chia sẻ kế toán thuế. Tôi hôm nay có một cái bạn học viên của tôi có nhận được cái thông báo về nộp thuế. Đây, các bạn có thể thấy. Thì các bạn ấy chưa hiểu về cái mã định danh khoản nộp thuế ID và nộp thuế ID này như thế nào thì tôi sẽ hướng dẫn bạn ấy qua UltraView. Thì nếu các bạn nào cũng đang gặp cái vướng mắc hoặc là chúng ta mới, chúng ta làm, chúng ta chưa biết thì các bạn cùng nhau tham khảo luôn. Bây giờ tôi sẽ đăng nhập và tôi sẽ gọi điện cho bạn học viên này. Dạ em nha. Ừ, của em nộp thuế đúng không? Dạ. Thì em từ đầu em vào tra cứu này, em tra cứu xem là của em nó có các cái khoản đấy chưa. Em thế này là phải cái phần thuế này nhá, là lẽ ra là nó chỉ có 5 triệu rưỡi thôi, 5 triệu Ừ. rưỡi mỗi món thôi, nhưng mà hôm trước em nộp thì do bị lỗi đường chèn ấy, thế là ấn Được nộp 2 hai lần lần. á. Đó, nộp hai lần, sau đó em điện lên trên thuế để giải quyết thì họ xóa một mã, họ xóa một mã rồi thì cái thông báo thuế coi như là còn lại một mã, nhưng mà thế nhưng vẫn còn cập nhật cái chỗ đó vẫn còn là 11 triệu mỗi một một phần thuế. Đây đúng Dạ đấy, đây là coi như là họ đã xóa rồi cái mã em nộp hai lần rồi, còn lại một mã này đó, đây nhưng cái vẫn tiền thuế ở phần trên vẫn là 11 triệu. hôm đây nó vẫn còn mà nó vẫn còn hai mục đây này. Ý là cái mục này là cái mục còn giữ lại, còn một cái mục một cái mã khác nữa, một cái mã giao dịch khác nữa là đã bị xóa rồi. Mà tổng thuế của em là 11 triệu gì? Hay tổng Dạ thuế của em có 5 5 triệu rưỡi thôi? tổng thuế hai món mới là 11 triệu, còn một phần là 5 triệu rưỡi. Ừ, thì như thế này là đúng rồi đúng không? Dạ đúng rồi ạ. Thì em tích vào em nộp rồi. Ủa thế thế không 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 em gì. thấy còn điền cái gì, em thấy trên video thầy dạy điền cái giấy nộp tiền gì nữa đó. À, cái này thầy nói cho em nhé. Nghĩa là Zalo của em đâu nhỉ? Dạ đây Cái ạ. thuế mà mình nộp theo ID ấy, thì nó không phải nộp theo giấy nộp tiền, mà cái Dạ. thuế theo ID này là nó mặc định nó sẽ điền hết thông tin trên giấy nộp tiền cho em rồi. Dạ. Có nghĩa là nó là một cái phiên bản nâng cấp của thuế. Như ngày xưa là ví dụ em nộp thuế là em phải tự lập giấy nộp tiền đúng không? Dạ. Đấy, xong là em lập ví dụ như thế này này. Anh lấy ví dụ như em vào nộp thuế nhé, chọn ngân hàng này. Đấy, em ấn vào tạm nộp đây này. Dạ. Đấy, thì là em phải lập giấy nộp tiền và em tự xác định chi cục thuế, em tự xác định các cái khoản thuế ở đây đúng không? Dạ. Đấy, nhưng mà nếu mà em nộp theo ID thì có nghĩa là thuế nó đã đích danh cái khoản đấy vào vào cho mục thuế nào rồi, cho chi cục nào rồi, thì em không cần phải xác định lại nữa. Em hiểu chưa? Thì nó mới Dạ. gọi là theo ID là như thế. Đấy, có nghĩa là nó đã có ID khoản nộp này, có nghĩa là thuế nó đã lập lên cái giấy nộp tiền này cho em rồi, theo cái tờ khai của em rồi. Thầy ơi, thế hồi nãy thầy làm sao mà cho nó ra cái bảng này? Hồi nãy em ví dụ vào Em vào nộp thuế nhé. Em vào nộp thuế này. Em chọn ngân hàng nhé. vào. Cho em chọn tất cả nhé. Ví dụ như em nộp Vâng. về nghĩa vụ về tài chính về đất, em chuyển nhượng cái thứ ấy, thì em chọn cái này, còn không thì em cứ ấn tất cả. Vâng. Đấy, hoặc là em có mã hồ sơ ấy, thì em điền vào đây, còn không thì em cứ ấn truy vấn thôi, em ấn tất cả em truy vấn. À, cái truy vấn là nó ra, nhưng mà sao lúc có lúc em bấm truy vấn nó lại không ra? Nó không ra tại vì nó chưa được lập cái mã ID này. ID khoản nộp À. ấy. Có nghĩa là Dạ. khi mà em đã được thuế họ lập cái mã ID khoản nộp này Dạ rồi thì em mới truy vấn ra được. Thì dạ. em chỉ tích vào đây thôi. Còn nếu mà em ví dụ như khi mà em mới nộp tờ khai xong ấy, nó chưa có cái mã truy vấn ID này, thì là Dạ. em ấn vào tạm nộp đây này. Dạ. Đấy, xong em tự xác định tiểu mục, em tự xác định chi cục. Đấy, còn ví dụ như ở đây em ấn tiếp tục này, thì thứ nhất là nó đã lựa chọn cho em chi cục rồi này, được chưa? Dạ. Cơ quan quản lý thu bên em chỉ chọn tài khoản này, được chưa? Đồng Việt Nam họ cũng đã tự chọn rồi này. Đấy, rồi là kho bạc ở đây, chuyển kho bạc của diện văn phòng Bắc Linh này.
mở tại huyện Bắc Ninh. Đấy, em ngân hàng gì nhỉ? Bên bên của em đúng không thầy? Ừ. Đây là ngân hàng Đây, ngân hàng của của Kho kho Bạc bạc nhá, hả? nhưng mà em chọn cùng chi nhánh của ngân hàng thì nó tốt hơn. Em cũng cái này em cũng không biết Ngân nữa. hàng của em như lúc nãy ngân hàng gì đây này? Dạ xin han mà. Shinhan chắc ở đây không có rồi. Shinhan thì của Kho Bạc Nhà nước, của Bắc Ninh nó không có, thì em cứ chọn vào Vietinbank nhé. Công Tức Thương. là mình vẫn phải chọn cái này thế. Có như Thật em ra chọn bất thì kỳ ngân hàng nào cũng được nhé. Nhưng mà nếu mà nó có Dạ. cùng chi nhánh với mình thì em chọn cùng chi nhánh. Được chưa? Vâng. Đấy, thì em thấy không? Nó tự điền cho em này. Đấy, nó tự điền hết rồi. Số tiền này thì Vâng. em có thể sửa, nhưng mà em nên để mặc định là số tiền là 5 triệu đi nhé. Vâng. Đấy. Rồi mã mã chương thứ nó tự điền cho em. Vâng. Em có lục luôn không? Dạ có ạ. Em vẫn hoàn thành nhé. Đấy, thì nó ra được cái giấy lục điền, em kiểm tra lại thôi, tên công ty, mã số thuế. Được chưa? Đấy. Dạ. Quan trọng nhất mã số thuế với tên công ty là đừng có sai là được. Tại vì nhiều khi là cái tài khoản của mình điền sai. Đấy. Dạ. Số tiền điền đúng là được này. Hầu như những cái này nó sẽ là điền đúng cho em rồi. Dạ, thế này rồi là ký Em ký có ký nộp. không? Em có Ký trình ký nộp không? à? Đấy, ký vào lục Dạ không? không à, ký nộp luôn à. Đây, em chọn chữ ký số nào. Cái này còn hiệu lực này. Tháng 9 2025. Đây cái này là sao? Đấy, em điền mã pin mà. Thiếu. Đấy, rồi đăng nhập. Ví điện tử thành công này. Gửi giấy nộp tiền thành công kết thúc. Đấy, bây giờ em tra cứu giấy nộp tiền thôi. Hôm nay là ngày 4 Đấy, tháng đi chưa? Thì em xem tình trạng nhé. Dạ. Đã gửi giấy nộp tiền này, lúc nào nó xác nhận. Thì em phải để dưới email nữa. Nó sẽ có cái thông báo là nộp tiền hoàn thành các thứ ấy. Vâng, thế là mình tải cái giấy nộp tiền ở trên đây hay là bên bên mail nó có gửi cái về cái giấy nộp tiền không thầy? Bên mail nó sẽ có gửi cho em, ví dụ ở đây em tải lại cũng được mà. Dạ. Đây. Vâng. Đây, ký điện tử bằng ngân hàng này. Đấy, tổng cục thuế này. Đấy, thì là chứng từ của em, lưu lại. À, thế là coi như là một cái tờ khai này thì mình tích lên phát là nó trừ luôn cả hai món chứ không em tưởng đâu phải làm hai cái giấy nộp tiền riêng Có chứ. nghĩa là nếu nếu mà của em ấy, nếu mà của em nó không có ID đấy. Ví dụ bây giờ em nộp rồi chẳng hạn, đúng không? Đấy, nó không có. Nên là ví dụ như em vừa nộp tờ khai xong nó không, em truy vấn này nó không ra này, có nghĩa là với Vâng. họ chưa tạo cái mã ID nộp khoản nộp cho em ấy, thì em phải Vâng vào đây vâng. ấn tạm nộp ở đây. Đấy, thì em ấn tạm nộp thì em phải tự xác định. Ví dụ em tự xác định lại là nó có thuộc chi cục nào này. Như lúc nãy là nó xác định trước cho mình rồi thì những cái chỗ này em không được chọn nữa, đúng không? Đấy, Dạ tự phải dạ. chọn ngân hàng, tự chọn số tiền, tự chọn quận huyện này. Đấy, xong là phải tự chọn đây thì em bị chọn theo tờ khai này, đúng không? Cái kia nó sẽ theo ID, nó sẽ có thể hiện đây. Theo tờ khai này, ví dụ em vừa nộp tờ khai xong thì em đấy là tờ khai 01 thuê tài sản, đúng không? Dạ. Đây này, đây. Dưới này. Đấy. Đấy, ví dụ như thế thôi, thì em ấy thì ngày quyết định thì em điền vào, ví dụ như là em nộp theo kỳ thứ năm, đúng không? Hoặc là em theo À, từng lần theo phát theo sinh. theo là từng lần phát sinh Đấy, á. ví dụ như em điền như thế này thôi, đây, thầy ví dụ thôi để lần sau em biết thôi. Dạ. Đấy, đấy là trong cái trường hợp là mình chưa tra cứu, có nhà thuế họ chưa tạo ra cho mình cái kia. Đấy, thì em chọn Dạ. về đây thì em sẽ chọn này. Ví dụ như là em chọn về thuế tăng, đúng không? Ví dụ cái hai khoản em thì có hai khoản thuế tăng này,
xem là nó tra cứu này, nó sẽ ra được cái thuế đang trong nước này, được chưa? Đấy. Thế thôi, xong là em điền số tiền thôi. Nhưng mà ý em là ví dụ như thế này, coi như là thế này là thuế giá trị gia tăng rồi, sau đó là mình lại lập thêm tiếp một cái tờ này không, bên đây thuế thu thêm nhập cá luôn, nhân nữa. Thêm À, luôn thêm luôn trong cái tờ này luôn ạ. Đấy, em ấn vào chữ thêm dòng này này. Được chưa? À, vâng. Đấy. Cũng là tờ khai, tại vì nó cùng một tờ khai mà, nó phải khác tờ khai đâu. Đúng Vâng. không? Ví dụ như là nếu mà em khác tờ khai ấy, thì em nên lập riêng. Dạ. Đấy. Thế thôi nhá. Vâng, em cảm ơn thầy ạ. Ok. Vâng, em chào thầy. Ok, như vậy thì tôi vừa hướng dẫn xong một bạn học viên, nó cũng đơn giản thôi. Nếu với những cái bạn mà chúng ta đã làm rồi thì nó khá là đơn giản, đúng không? Nhưng mà với những cái bạn mà chúng ta chưa làm bao giờ thì các bạn sẽ có những cái thắc mắc, và đơn giản là khi các bạn có những thắc mắc mà được người khác hỗ trợ hoặc là tôi hỗ trợ hướng dẫn cho các bạn thì các bạn sẽ hiểu rõ hơn. Thì như thế thì các bạn sẽ tự tin mình làm việc hơn trong cái công việc, đúng không ạ? Đấy, thì đấy là cách dạy của tôi. Nếu các bạn nào muốn tham gia những cái khóa học mà tôi hướng dẫn thì các bạn có thể inbox cho tôi, hoặc xem ở phía dưới phần giải thích thì nó sẽ có những cái link. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn.